Vi Hoàng xin được chào đón quý vị khán giả đang xem Chuyện Cầu Vồng. Chuyện Cầu Vồng, nơi mà các bạn có thể giải bày những câu chuyện các bạn chưa bao giờ kể ra. Thế nên là hôm nay cho chị được sống đúng cái cảm xúc của chị. Nhưng mà chị tin rằng ngày hôm nay chị khóc, nhưng chị cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì chị đang được là chính mình. Những bí mật không biết tâm sự của ai, hãy đến với Chuyện Cầu Vồng.